Xin chào tất cả các anh chị, em là Linh, hiện đang công tác tại công ty cổ phần kỹ thuật số FPC, đại lý phân phối chính hãng chuyên trách nhiệm ba bờ tại Việt Nam. Hiện tại em FPC đang có mặt tại khu biệt thự Phú Gia, một trong hai khu biệt thự đắt đỏ nhất tại Phú Mỹ Hưng. Hãy cùng theo chân FPC cùng tham quan ngôi nhà của anh ấy nhé. Mọi người cảm thấy không gian ở đây như thế nào ạ? Mọi chi tiết đều được chủ nhà trang trí vô cùng tỉ mỉ. Đây cũng chính là không gian chung của cả gia đình. Từ tivi và bàn ăn. Bật mí với các anh chị là bàn ăn này 10 nhân viên kỹ thuật của FPC cũng không thiên nổi ạ. Và kế tiếp đó là kệ sách và bàn học để cho các bạn nhỏ sinh hoạt ở đây học tập và sinh hoạt tại điểm này. Tiếp theo đó là sàn gạch này là được nhập trực tiếp từ nước ngoài về, ở Việt Nam cũng không có ạ. Bên cạnh đó, tường gạch cũng là một điểm nhấn của căn phòng, được họa sĩ vẽ vô cùng tinh tế và tạo không gian vô cùng mát mẻ và hòa hợp với thiên nhiên. Khi bước vào ngôi nhà thì nhìn đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy được đó chính là trần nhà đang bị bong rập rất là bất hoàn mỹ. Thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó chính là do công nghệ màn phim. Thì theo như các anh chị cũng được biết là 3M sở hữu rất nhiều bàn sáng chế, trong đó có bàn sáng chế về công nghệ màn phim và hệ keo. Đây là hai yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của phim cách nhiệt. Bên ngoài thị trường hiện nay chưa có một đơn vị nào sở hữu bàn sáng chế về hệ keo và màn phim. Chính vì vậy họ phải mua hệ keo và màn phim ở những nơi khác nhau. Vì hai nơi khác nhau đã tạo nên sự mất kết nối của màn phim và hệ keo, dẫn đến tình trạng mà bong chóc như các anh chị có thể thấy. Đây là minh chứng rõ ràng nhất, chỉ trong 2 năm sử dụng đã gây nên tình trạng bong rộp như thế này. Trong khi đó, khi các anh chị sử dụng phim cách nhiệt 3M, FPC sẽ bảo hành chính hãng cho mình 10 năm, không bong chóc, không phai màu và duy trì được tính năng phim đến tận 10 năm ạ. Tình trạng thứ hai mà em muốn nói tới đó chính là PUV. PUV là tia vô cùng độc hại, làm cho chúng ta bị đen da, nám da, tạp da, dẫn đến tình trạng ung thư da và đặc biệt là sẽ phai màu nhận thức của căn nhà khi các vật thể để gần cửa kính. Em lấy ví dụ như là máy điều hòa sau 2 năm sử dụng, các anh chị có thể nhìn thấy là hầu như đã bị bạc màu, các nhãn nhán gắn lên trên máy điều hòa hầu như đã bị bạc màu. Và tiếp theo đó là chính là tường gạch. Tường gạch màu sắc ở phía dưới rất là đẹp nhưng mà ở bên trên nó đã ngả qua màu vàng rất là nhiều. Và cái thứ ba đó chính là kệ sắt. Thì như các anh chị có thể thấy là phía trên hầu như là đều đã bạc màu, còn phía dưới thì vẫn còn giữ được cái màu sắc ban đầu của những quyển sách. Em sẽ lấy ví dụ một quyển sách để cả anh chị có thể thì các anh chị có thể thấy mặt trong vẫn còn chuyển màu đỏ nhưng mà cái mặt bên hồng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời đã chuyển sang màu hồng nhẹ. Sự bạc màu rất là nhiều chứng tỏ là PUV ở bên trong căn phòng rất là mạnh, và điều đó khẳng định rằng khi cách nhiệt ở bên ngoài thì có giải quyết được vấn đề rồi. Có PUV mà chủ nhà đang phải gặp phải, chỉ sau 2 năm sử dụng mà hồng nhẹ toàn bộ tốt ở trong căn phòng đều bị bạc màu. Thực trạng thứ ba em muốn chia sẻ với các anh chị đó chính là tính năng cách nhiệt của phim. Em xin lỗi các anh chị là hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa nên vị trí này rất là nắng. Cho phép em sang bên kia mát hơn một xíu để trao đổi tiếp với anh chị. Em sẽ quay lại vị trí này sau khi dán hoàn thành dán phim cách nhiệt. Theo như chủ nhà chia sẻ thì trong vòng khoảng từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều
thì vị trí này rất là nắng, đặc biệt là trong giai đoạn từ 12 giờ trưa cho tới 2 giờ chiều. Và tình trạng này đã kéo dài trong vòng 6 tháng qua, có nghĩa là phiên cắt nhiệt hiện tại không giải quyết được vấn đề cắt nhiệt. Chỉ trong vòng 1 năm rưỡi thôi là tình trạng cắt nhiệt đã không còn nữa. Điều cuối cùng mà em muốn chia sẻ đó chính là sử dụng phiên cắt nhiệt như thế này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với sức khỏe của chúng ta. Các nội thất ở gần cửa kính hầu như đều đã bị bạc màu và làn da của chúng ta thì bị đen nám sạm, dẫn đến tình trạng ung thư da khi mà chúng ta ngồi trực tiếp với ánh nắng mặt trời như thế này. Chi phí thay thế chúng ta có thể trả bằng tiền, nhưng đối với sức khỏe thì chúng ta không thể dùng tiền mà mua được. Chúc các anh chị có thể lựa chọn được một giải pháp tuyệt vời nhất cho gia đình của mình. Để biết thêm về phiên cắt nhiệt ban mờ, xin các anh chị hãy liên hệ với số hotline hiện trên màn hình. FTC xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.